vùng nào của não đang hoạt động. Chúng tôi phát hiện ra có nhiều kích thích lớn trong các tình huống trẻ tiếp xúc với con người. Một số vùng não hoạt động mạnh hơn nhiều khi trẻ sơ sinh thấy mọi người hát hoặc nói chuyện với chúng. Nhóm nghiên cứu hy vọng thiết bị này sẽ giúp phát hiện sớm một số chứng rối loạn liên quan đến việc phát triển hệ thần kinh ở trẻ, đặc biệt với trẻ sơ sinh có thành viên trong gia đình mắc chứng tự kỷ hoặc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, thì việc phát hiện sớm có thể giúp chúng tôi đưa ra hỗ trợ cần thiết cho trẻ. Thiết bị dạng nón này có thể được đeo cho trẻ từ 1 tháng tuổi.